cho tầm giá dưới 3 tỷ. Vậy thì đối với mình, không còn sự lựa chọn nào ok hơn mẫu xe này. Và đây là chiếc Lexus RX 300h mà mình cũng nên mới về. Với tổng quan của chiếc xe thì là xe màu trắng, nội thất nâu, cực kỳ sang, rất là mới anh em nhá. Sơn zin 100%, máy móc chưa bao giờ đụng gì cả. Cam ban 100% là chưa đụng thì anh em đến đây để mình kiểm chứng cho. Còn về mặt thiết kế thì sao? Mặt thiết kế cực kỳ ấm hố của nhà Lexus, mặt ca lăng rất là lớn này. Đây, đèn của nhà Lexus thì cực kỳ sáng rồi. Các chi tiết của là cực kỳ chỉn chu. Ở đời trước thì nó sẽ nhìn hơi già một tí. Kế bên nhá, chúng ta sẽ có bộ mâm đa chấu không có phay, nhưng mà chúng ta sẽ đổi lại là một bộ mâm màu chì cực kỳ sáng luôn, 20 inch. Kế tiếp là bốn lốp theo xe còn rất là mới. Trên này chúng ta có gương chỉnh điện này, led báo rẽ trên gương này, cảnh báo điểm mù này, thiếu mỗi cam 360 thôi. Đây em xem qua các đường viền tạo nên một chiếc xe trục chiều dài cơ sở như thế này, rất nhiều chi tiết mạ chrome. Đó. Em chạy dài đến phần đuôi, xem phần đuôi xe của mình. Ở phần đuôi xe thì mẫu xe này mang lại một kết cấu vuông vức này. Đây là đèn phanh này. Chưa kể là cánh gió thể thao trông cực kỳ khỏe nhá. Biểu tượng Lexus RX 300. Bô chúng ta sẽ có là hai bô mạ chrome. Đây, chi tiết mạ chrome này thì là một chrome nhám thôi, không phải bóng loáng hoàn toàn. Sẽ mở cốp cho anh em xem. Đấy, đèn full LED cực kỳ đẹp. Chung mà đèn của Lexus thì không có gì chê. Mở khoang cốp ra thì chúng ta sẽ có cốp 2 ngăn. Không dùng đến đây chúng ta sẽ có thể gập vào. Dưới đây sẽ có gì? Ta sẽ có lốp theo xe dự phòng, chưa chạm đất luôn. Chung mà mới gần như là lăn từ hãng ra. Đi cực ít, xe thì mới chỉ lăn bánh đâu đó 2.9 km mà thôi. Em quan tâm có thể qua ngay xem xe và biết được độ mới nó như thế nào nhá. Còn bây giờ thì mình vào chung nội thất. Vào nội thất đi. Đây, anh có thể thấy cực kỳ ưng luôn. Xe thì là đi 2021, mới đi có hơn 2.9 km. Mà nhìn chung nhá, nội thất chiếc xe cực kỳ mới. Đẳng cấp là gì? Ốp gỗ này, ốp da này. Da thì là nâu da bò này, rất là sáng, căng bóng. Đây, chắc chưa? Táp lô, táp ly này, em nhìn này. Không khác gì một chiếc xe hãng, còn thơm hơn cả trong hãng luôn. Xe đi cực ít. Để nổ start top cho anh em luôn này. Màn hình cảm ứng này đang khởi động nhá. Chúng ta sẽ có biểu tượng Lexus. Đồng hồ cơ của Lexus nhá. Điều hòa không nói này, điều hòa hai vùng rồi. Các vị trí nhớ ghế, mở cốp, cảnh báo, sưởi sấy ghế, làm mát ghế. Phanh tay điện tử này, tần số đặc trưng này. Ở đây chúng ta sẽ có bàn di chuột của Lexus. Mình thì mình không thích cái bàn di chuột này lắm. Tại vì có thể lúc mà mình di chuyển trên đường thì nó sẽ hơi lệch một chút. Nhưng không sao, có thể những em sẽ quen. Rất nhiều hốc để cốc luôn. Đây, hốc để đồ thì có hai cổng USB, cổng sạc tẩu này, jack 3.5. Hốc để đồ này cỡ vừa. Đây sẽ có gì? Quá nhiều thứ ở trên đây. Rất nhiều các nút vật lý điều chỉnh. Chưa kể là màn cảm ứng này nó cũng cực kỳ nhạy luôn. Map anh em xem qua này. Chỉnh volume nhá. Vẫn có đầu DVD. Hệ thống loa thì chúng ta sẽ có loa thường. Đây thì chúng ta sẽ chưa có loa Max Livingston. Đây chúng ta sẽ có, để xem nào, hai cổng USB tiếp. Quá nhiều cổng USB trên những chiếc xe này. Cổng là cổng 2.1A nhá. Tẩu này lại tẩu nữa này. Hốc để điện thoại luôn, thiết kế riêng luôn. Màn thì màn cơ bình thường. Ở giữa thì báo LED. Gương chỉnh điện. Chưa kể là vô lăng cũng chỉnh điện luôn. Vô lăng 3 chấu bọc da ốp gỗ. Tạo nên một chiếc xe này thì mình thấy là khá là ưng cho tầm giá. Chưa kể là trên trần này có thêm cả trần cửa sổ trời cỡ lớn. Đây thì là chống chói rồi, không nói làm gì. Đó, em tổng quan như này, nhìn nội thất của chiếc xe cộng với cả khoang ghế lái nó cực kỳ gọi là thoải mái, thì anh em còn chần chừ gì với đối một chiếc xe như thế này. Khoang ghế trước thì là như vậy, còn khoang ghế sau thì sao? Đây, vừa vào mắt thì hạ cái rèm muốn cho sáng. Rèm bây giờ rèm chỉnh cơ nhá anh em nhá. Bước khoang ghế sau này, vị trí ngồi thì tương đối là rộng. Các chi tiết vẫn là điểm nhấn, đó là gỗ cộng với cả da bò cực kỳ sáng luôn. Điều hòa hai vùng thì thiếu mỗi cái màn hiển thị thôi. Sưởi sấy ghế này cũng có hai cổng sạc USB. Đó, kế bên đây thì sẽ có bệ tì tay cũng tối giản. Đây còn nguyên siêu cho anh em này, chưa bóc luôn này, em thể thấy nhé. Mở ra thì là hai hốc để cốc, cũng là một vị trí để đồ tiếp nữa.
Đơn giản là vậy thôi. Vị trí ngồi thì rộng rãi rồi. Đèn này, bật cho anh em này. Đây, vừa đèn LED trắng và vừa LED vàng luôn, cực kỳ sáng. Nói chung mà rộng rãi như thế này là đủ rồi, tạo nên một không gian gọi là, nói chung mà thiếu mỗi thua mỗi thương gia thôi. Đây, rất rộng, mình thì mình khá là ưng đấy. Thế bây giờ anh em đến phần báo giá của mình nhá. Để nói đến giá thì sao, hiện tại để sở hữu một chiếc Lexus RX 300 sản xuất 2021 thì anh em phải bỏ ra đâu đó hơn 2 tỷ thôi. Em đã sở hữu một chiếc xe mang thương hiệu Lexus, cực kỳ sang, cực kỳ đẹp mà còn rất là mới nhá. Mới từ A đến Z luôn, không mới ở đâu. Gọi mình sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn. Đó, audio thì cực ít, hơn 2.9 km. Cuối cùng thì anh em quan tâm có thể qua ngay địa chỉ ở Lưu Gia Huy, số 5 Nguyễn Văn Linh, Long Biên, Hà Nội để xem xe và trải nghiệm trực tiếp. Xin chào, hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo.